Đi. Vào đây. Vào. Dạ. Có chuyện gì? Dạ thưa tổ trưởng, bọn em vừa bắt được một tên lạ mặt đi lạc vào lãnh địa của chúng ta. Tại sao ngươi đi lạc vào lãnh địa của ta? Tại sao? Tao đi lạc. Dù đi lạc hay không đi lạc, nhà ngươi vẫn phải chịu hai hình phạt. Một là chết, hai là bị búng chim. Nhà ngươi chọn hình phạt nào? Tao không muốn chết đâu. Tao đau rồi, búng chim đi. Vậy lôi nó ra ngoài kia, búng chim 100 cái rồi thả nó về. Búng chim. Búng chim. Không đau. Không đau. Không đau. Không đau. Đau rồi. Đau quá. Đi vào. Vào. Dạ thưa tổ trưởng, bọn em vừa mới bắt được một tên lạ mặt xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta. Tên nào to gan dám xâm nhập vào lãnh địa của ta? Lại là ngươi. Lại là tao. Mà thôi mày đừng nói, cho búng chim luôn đi. Đôi ra kia, búng chim 100 cái. Búng chim. Búng chim. Rồi, búng đi. Ai ơi, ai ơi. Đau quá thật chết. Đau quá thật chết. Đau quá thật chết. Đau quá thật chết. Ai ơi đau quá, đứa này chết còn hơn đau. Vào, vào, vào. Có chuyện gì? Ai lại phá giấc ngủ của ta? Dạ, thưa tổ trưởng ạ, bọn em vừa bắt được một đôi đang mây mưa ở trong lãnh địa nhà mình ạ. Tên nào to gan dám xâm nhập vào lãnh địa của ta đi hả? Lại là ngươi. Tại sao ngươi cứ thích xâm nhập vào lãnh địa của ta đi hả? Cái con khỉ ấy. Mày tưởng tao thích búng chim lắm à? Tao qua đi lạc thôi. Dù lạc hay không lạc, vẫn hai hình phạt. Một là búng chim, hai là chết. Nhà ngươi chọn hình phạt nào? Không búng nữa. Búng hai lần đau về không làm được ăn gì. Cả chết rồi. Giết đi, tỏ giết đi. Em không phải sợ, có anh rồi không phải lo. Nhà ngươi, thân ngươi còn chả lo xong, huống hồ là lo cho bạn gái ngươi. Bọn mày đâu? Đó. Giữ bạn gái ở lại cho ta, ở bên ta phục vụ. Còn thằng này, đi ra ngoài, búng chim đến chết. Ngươi lại đây. Ngươi đây. Lại đây. Biết cái gì đấy chưa? Biết rồi thì bóp đi. Đấy. Đúng rồi. Sướng quá. Búng chim vào, mạnh vào, búng đến chết cho ta. Có một bàn tay phụ nữ chăm sóc đi. Sướng sướng sướng. Búng 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 búng. Búng búng búng. Quý vị và các bạn đã đến với chương trình Gia đình hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả một cặp đôi, đó chính là anh chị Nghĩa Trang. Cái gì đấy? Tao thì kèm MC. Nhầm tên. Thì chả thì làm nhạc. Mày làm tâm hiệu chứ chưa? Ở chúng tôi xin được lấy lại không khí vui tươi của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị khán giả một cặp đôi, đó chính là cặp đôi Kim Trang. Em chào anh chị. Em rất vui vì ngày hôm nay là anh chị đã đồng ý tham gia chương trình của bọn em để có thể tâm sự và nói chuyện về cái chuyện tình của mình. Cái chuyện tình của mình thì dạo gần đây là rất hot trên các trang mạng xã hội. Đó chính là mối tình kể cả yêu lẫn cưới nhau thì là bây giờ đã là hơn 10 năm rồi mà chưa một lần xảy ra cãi vã hay là to tiếng. Thì không biết là nhà mình có bí quyết gì có thể chia sẻ cho em cũng như là khán giả được biết không? Đợi tí. À vợ, mình sống nhau mười mấy năm rồi nhỉ. Hôm nay cho anh phát biểu ý kiến về gia đình hạnh phúc của mình đi. Đấy, được rồi. Chả là thế này các bạn ạ. Gia đình chúng tôi, hai vợ chồng tôi cưới nhau thì mới khi cưới thì rất dâu vẻ. Con chó nhìn vợ tôi có vẻ không hài lòng lắm, nó mới thốt lên là còn vợ tôi nhìn con chó và mỉm cười, nói một câu là lần thứ nhất. Và cưới nhau được một thời gian ấy, vợ chồng tôi đang sống chung với nhau thì vợ tôi là một người rất là chịu khó. Mỗi sáng dậy đều đem quần áo đi giặt, vẫn như thường ngày đem quần áo ra sân giếng giặt.
thì con chó nhìn thấy vợ tôi lại lao đến, và như thế nào các bạn biết rồi đấy, nó vợ tôi lại mỉm cười với con chó và bảo là lần thứ hai. Sau đó một thời gian ấy thì vợ tôi đang chạy cùng ngoài sân thì con chó mới nhìn thấy vợ tôi lại lao đến và lần này ấy, vợ tôi không nói gì mà cũng không mỉm cười luôn, chỉ giơ con dao lên. Đầu con chó rơi xuống đất. Ôi. Máu tràn lan ra. Thì thế? Lúc này tôi đứng từ xa tôi nhìn thấy, tôi không thể kìm lòng được. Vì sao, con chó là ai, là ai? Là bạn chơi với tôi từ nhỏ. Đấy, tôi bị điên, tôi không chịu được nữa, tôi mới chạy thẳng đến vợ tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi, chửi thẳng vào mặt vợ tôi là cái loại cô ăn như chó ấy. Đấy. Là một nụ cười rất là chiều mến. Đúng không? Đấy. Và vợ tôi bảo là lần thứ nhất. Đấy. Lần thứ hai. Các bạn ơi, vợ ơi, anh thề vợ ơi, trên sóng truyền hình anh mới dám nói thế thôi chứ anh thề anh không dám chửi vợ là chó đâu. Lần thứ ba. Lần thứ nhất. Thành nhân thành nôi gì, suốt ngày ngồi ở nhà. Thế mày không đi ra ngoài đi à, đi giao lưu đi à, đi phối kết hợp đi à. Cứ ở nhà ngồi thế này thì bao giờ có vợ con. Mà bố đã nói rồi, bằng này tuổi đầu rồi, không vợ con vào, nghề nghiệp thì không có, một thời gian nữa nó có tuổi rồi thì chó nó lấy con ạ. Tóm lại bố vẫn muốn con lấy vợ gì. Chứ gì nữa, mày á, hai mấy tuổi đầu rồi, lấy vợ đi thôi. Chứ ngồi nhà rồi á, không công ăn việc làm. Sau một vài tuổi nữa, chó nó lấy con ạ. Thế bây giờ trong mấy đứa con dẫn về, bố thích đứa nào, con lấy đứa đấy cho bố. Hay lấy vợ cho mày, lấy vợ cho bố à, mày bảo bố thích đứa nào. Liền không phải, ý con là ấy, bố ưng đứa nào ấy thì con sẽ cưới đứa đó. Bố là bố chả ưng đứa nào hết. Sẽ không ưng đứa nào thì lấy cái tâm nhá. Úi giời ơi, con tâm á, con tâm là con chúa nó dâm đi con ạ. Mày nhìn cái mắt nó dâm như thế thì á, mày lấy nó về mày cũng đủ sức phục vụ nó. Nó cắm cho mày á hàng chục cái sừng ở trên đầu đấy con ạ. Con Liên. Úi giời, con Liên càng không được. Bố nhìn tướng con Liên này, con ăn diện. Con này con ăn diện lắm con ạ. Nếu như con lấy nó về nhá, con mà không có tiền mua sắm quần áo rồi đồ đạc cho nó nhá, nó cho con ăn cơm chan nước mắm, còn tiền đấy nó đi ăn diện. Thôi được rồi, lấy cái cúc. Con cúc đấy, con cục xúc. Con cúc đấy, con nó ngực lép. Bố nhìn là bố biết ngay. Cái bức tường của nó ấy, là tường thành nhá, cái bức tường nó bền vững, làm sao mà có thể lấy nó được. Mà nhá, lấy nó về sau này nó không có sữa cho con nó thì có mà con bỏ tiền để con đi mua sữa ngoại, sữa nội cho để nuôi con ạ. À, mà hộp sữa đâu phải rẻ, một hộp sữa bây giờ sữa ngoại phải 1 triệu 2 triệu, sữa nội 500 1 triệu, lấy đâu ra tiền. Mà sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và bố trẻ nhỏ, không được đâu con ạ. À, được rồi. Con Huyền không được. Con Huyền này con vô duyên đấy con á, quá vô duyên luôn. Cái hôm con dẫn về, con nhớ hôm con dẫn về nhà mình đã ăn cơm, con nhớ không? Úi dồi ôi, chả ai mời nó mà nó ra phong 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 một cái bàn được ăn cơm để mình nó ngồi. Không biết nó ngồi gì không? Đã thế nó mặc váy ngắn, nó không mặc quần jean, nó ngồi như thế này. Úi dồi ôi, bố đã chưa có nhìn thấy. Hay là nó không mặc quần jean, bố dãi cho ăn cơm rồi vá cơm vào mũi. Ừ, còn không được, đã thấy lúc bưng hoa quả ra bàn khách nhà ăn, nó mang một vốc tăm ra, nó tưởng là bố tưởng là nó lấy tăm, nó mời bố mời mẹ mời mày, hóa ra nó ngồi lấy tăm, nó ngồi nó xìa bắn thắt mặt bố ghê lắm con ạ. Con lấy mẹ á, có mà nhà mình á rửa mặt bằng bước của nó cũng đúng. Thế thôi, con lấy cái trang Sara nhá. Ui, con trang Sara lại càng không được. Con trang Sara lại con khắm háng mà lâu nó không tắm, ngủ cùng nó là khắm lắm. Khắm háng? Ừ. Bố, sao bố biết nó khắm háng? Chuyện gì của mày bố mày chả biết. Bố là bố mày, còn gì nữa. Đúng không? Mà nói tóm lại là những cái đứa mà dâm, vô duyên, ăn diện, khắm háng là không được đấy. Mày muốn thế nào thì muốn. Bố nói thì cũng đúng rồi. Ừ. Nhưng mà con đang thắc mắc một điều. Thắc mắc gì? Tại sao những điều đấy con thấy tất ở vợ hai của bố mà sao bố vẫn lấy? Thì mà này. Thế sao mày biết mẹ hai mày khám háng? Thì con là con của bố mày. Bố con mình cái gì chẳng biết. Bố là bố thấy sai sai ấy nha. Đợi tí anh ra ngay nhá. Mình mới thấy sao sao ấy nhỉ. Ui dồi,
21 bây giờ là khám háng nhỉ. Ôi dồi ôi, cái thằng con mất dạy kia, mày đứng